Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Thủ tướng Anh Boris Johnson bất ngờ đến thăm Kiev. Hôm thứ Bảy, mùng 9 tháng 4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bất ngờ đến Kiev. Văn phòng Thủ tướng cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về sự hỗ trợ lâu dài của Anh đối với Ukraine. Và Thủ tướng Johnson cũng nhân dịp này trao tặng cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một gói viện trợ mới. Người phát ngôn văn phòng Thủ tướng cho biết, Thủ tướng đã tới Ukraine để gặp trực tiếp Tổng thống Zelensky nhằm thể hiện tình đoàn kết với người dân Ukraine. Họ sẽ thảo luận về sự hỗ trợ lâu dài của Vương quốc Anh đối với Ukraine và Thủ tướng sẽ đề ra một gói hỗ trợ tài chính và quân sự mới. Chuyến thăm của Johnson diễn ra sau một ngày khi ông tuyên bố hỗ trợ quân sự trị giá hơn 100 triệu bảng Anh cho các lực lượng Ukraine, bao gồm vũ khí chống tăng và phòng không và cái gọi là máy bay không người lái tự sát bay qua chiến trường trước khi tấn công mục tiêu của họ. Chuyến đi của Johnson tới Kiev gây ngạc nhiên đối với nhiều người, dù trước đó Thủ tướng Anh cho biết ông rất muốn đến Ukraine. Tình hình an ninh ở thủ đô đã ổn định trở lại sau khi lực lượng Nga rút khỏi các vị trí tiền phương của họ vào ngày 29 tháng 3. Họ từ bỏ các thị trấn Bukha và Hostomel ở phía tây bắc Kiev và rút về Belarus. Kể từ đó, các cuộc tấn công bằng pháo vào thành phố đã dừng lại. Các đội khẩn cấp đã quét dọn các đường cao tốc và lề đường để tìm chất nổ và kéo đi các xe bọc thép bị phá hủy của Nga. Không thể di chuyển bằng đường hàng không, Johnson đã phải dùng xe hơi để đến Kiev. Từ phía đông Ba Lan, tuyến đường hơn 600 km từ biên giới đi qua thành phố Lviv phía tây. Ở ngoại ô thủ đô Johnson đã chứng kiến những chiếc xe tăng Nga nổ tung bên đường, cũng như những tấm biển chào đón mỉa mai được vẽ bởi những người Ukraine nói rằng nước Nga hãy tự giết mình đi. Johnson là một nhân vật nổi tiếng ở Kiev sau khi giao cho quân đội Ukraine những vũ khí chống tăng quan trọng như hệ thống NLAW do Thụy Điển sản xuất. Zelensky đã nhiều lần ca ngợi sự ủng hộ trung thành của Vương quốc Anh. Ngày càng có nhiều chính trị gia cao cấp đang thực hiện chuyến thăm Kiev này. Hôm thứ Sáu, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen đã đến thăm cùng với phó của bà Joseph Borrell. Cả hai đều lên án vụ tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào một ga xe lửa ở phía đông thành phố Kramatorsk. Trước đó, Thủ tướng Johnson đã đến Kiev vào ngày 1 tháng 2 trước cuộc xâm lược và hội đàm với Zelensky tại cung điện Mariinsky, dinh thự chính thức của Tổng thống. Ông cho biết lúc đó rằng Vương quốc Anh sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga ngay khi người lính Nga đầu tiên sải bước vào lãnh thổ Ukraine. Ông cũng cảnh báo một cách chính xác rằng các lực lượng vũ trang của Nga là một mối nguy hiểm rõ ràng và trước mắt. Tháng trước, có thông tin cho rằng Johnson muốn đến Kiev, nhưng các quan chức an ninh Vương quốc Anh tỏ ra lo lắng về viễn cảnh này. Vào thời điểm đó, Chủ tịch Oliver Dowden của Tory tuyên bố rằng Thủ tướng tuyệt vọng muốn đến Ukraine và có mối liên hệ tình cảm thực sự với người dân Ukraine. Các nguồn tin của phố Downing vào thời điểm đó đã chỉ ra rằng một chuyến thăm khó có thể xảy ra. Chuyến thăm diễn ra sau khi ông Zelensky kêu gọi các đồng minh của Ukraine cung cấp thêm viện trợ quân sự cho nước này và đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt đối với Nga sau vụ tấn công hỏa tiễn ở Kramatorsk khiến ít nhất 52 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em. Bộ Quốc phòng Nga đã từ chối trách nhiệm về vụ này. Ngay cả trước đó, chính cơ quan thông tấn nhà nước Nga VIA Novosti đã cao rao vụ pháo kích như một chiến thắng quân sự vào một đoàn xe vận tải của Ukraine. Một giờ sau bản tin chiến thắng, Novosti đính chính và cho rằng đó là hỏa tiễn do Ukraine tự bắn vào chính mình. Chuyến thăm của Johnson diễn ra khi Ủy ban Âu Châu cho biết họ sẽ cam kết 1 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine và các quốc gia tiếp nhận người tị nạn chạy trốn khỏi chiến tranh. Bà von der Leyen cho biết hôm thứ Bảy, 600 triệu trong số đó sẽ được chuyển đến Ukraine cho chính quyền Ukraine và một phần cho Liên Hiệp Quốc. Bà von der Leyen cho biết tại một sự kiện gây quỹ cho Ukraine ở Warsaw. Và 400 triệu euro sẽ dành cho các bang tiền tuyến đang làm một công việc xuất sắc như vậy và giúp đỡ những người tị nạn đang đến. Vương quốc Anh sẵn sàng hỗ trợ Ukraine xây dựng lại thành phố Kiev và vùng Kiev sau khi chiến tranh kết thúc. Tuyên bố liên quan đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra trong bài phát biểu video của ông.
Hôm nay, Thủ tướng Boris Johnson đã trả lời rất cụ thể các câu hỏi của tôi. Vâng, như mọi khi, chúng tôi đã quyết định Vương quốc Anh sẽ hỗ trợ những gì cho công cuộc tái thiết Ukraine sau chiến tranh. Người dân Anh sẵn sàng nhận sự bảo trợ trong việc khôi phục Kiev và vùng Kiev, ông Zelensky nói. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson đã đi bộ xuống đường phố Kiev và đến thăm tượng đài 100 anh hùng của thành phố. Sau khi thảo luận, lãnh đạo hai nước cùng với lực lượng bảo vệ đi bộ qua phố Penkova, đến phố Kreschaty. Họ đến Maidan Nezalenosti, tức là quảng trường độc lập. Trong khi họ đi dạo, một người phụ nữ đến và tặng cho họ những con gà trống bằng gốm. Theo văn phòng tổng thống, một con gà trống bằng gốm tương tự do nhà điêu khắc Prokip Bidasiu làm, đang đứng trong tủ bếp, còn sót lại trong một khu chung cư bị quân đội Nga phá hủy ở Prododianka, vùng Kiev. Bức ảnh về chiếc tủ và chú gà trống bằng gốm này đã trở nên phổ biến trên Internet như một biểu tượng cho sự ngoan cường của người dân Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nước phương Tây noi gương Vương quốc Anh và gia tăng sức ép lên Nga, bao gồm cả việc áp đặt lệnh cấm vận đối với năng lượng của Nga và tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine. Chúng ta cần phải gây áp lực nhiều hơn nữa lên Liên bang Nga. Chúng ta cần gây áp lực thông qua việc hỗ trợ hiệu quả người dân Ukraine trong việc tự vệ nước Nga. Chúng ta cần gây áp lực thông qua các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ. Tôi cảm ơn Vương quốc Anh đã tiếp tục các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ này và liên tục gia tăng các gói trừng phạt cũng như cung cấp hỗ trợ đắc lực cho Ukraine, tăng cường khả năng quốc phòng của chúng tôi. Các nền dân chủ phương Tây khác nên noi gương Vương quốc Anh. Đã đến lúc áp đặt lệnh cấm vận hoàn toàn đối với năng lượng Nga và tăng cường cung cấp tất cả vũ khí cho chúng tôi, ông Zelensky nói. Ông cũng nói rằng ông và Johnson cho rằng cần tiếp tục củng cố liên minh phản chiến. Tổng thống Zelensky cảm ơn Thủ tướng Johnson vì chuyến thăm của ông vào thời điểm cực kỳ căng thẳng, nguy hiểm và khó khăn đối với Ukraine. Ông nói, người dân Ukraine đánh giá cao sự hỗ trợ của Vương quốc Anh trên con đường tiến tới hòa bình của chúng tôi. Đáp lại, Thủ tướng Anh Johnson đã nói về việc cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí hơn, mặc dù ông sử dụng từ phòng thủ, trong khi Tổng thống Zelensky đã xin vũ khí hạng nặng hơn, bao gồm cả máy bay chiến đấu để cho phép nhiều phi công Ukraine bay lên bầu trời và bắn hạ máy bay Nga. Đây là điều mà các đồng minh phương Tây cuối cùng đã từ chối cung cấp. Thủ tướng Boris Johnson nói rằng danh tiếng của Vladimir Putin và chính phủ Nga đã bị ô nhiễm vĩnh viễn bởi tội ác chiến tranh chống lại dân thường ở Ukraine. Những gì Tổng thống Putin đã làm ở những nơi như Bucha và Irpin là tội ác chiến tranh đã làm ô nhiễm vĩnh viễn danh tiếng của ông ta và uy tín của chính phủ Nga, Thủ tướng Anh nói. Johnson nói về những tính toán sai lầm của Mạc Tư Khoa và dành nhiều lời khen ngợi người Ukraine. Người Nga tin rằng Ukraine có thể bị nhấn chìm trong vài ngày và Kiev sẽ rơi vào tay quân đội của họ trong vài giờ. Họ đã quá sai lầm. Ông nói rằng người Ukraine đã thể hiện sự dũng cảm của một con sư tử. Cuộc chiến Ukraine-Nga đã bước sang ngày thứ 45. Quân đội Nga đã pháo kích và phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng và dân sự, giết hại dã man người Ukraine. Hai mươi sáu người Ukraine đã được thả ra khỏi nơi giam giữ của Nga hôm nay như một phần của cuộc trao đổi tù binh. Irina Vereshchuk, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng tái hòa nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine, cho biết như trên. Theo chỉ thị của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cuộc trao đổi tù nhân lần thứ ba đã diễn ra hôm nay. 12 nhân viên phục vụ của chúng tôi, bao gồm một nữ quân nhân, đang trở về nhà. Theo Vereshchuk, 14 dân thường, trong đó có 9 phụ nữ, cũng đã được thả. Trước đó, 86 quân nhân Ukraine đã được thả trong khuôn khổ cuộc hoán đổi tù nhân được tổ chức tại khu vực Zaporizhia vào ngày 1 tháng 4. Tổn thất của Nga đến ngày 9 tháng 4. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ước tính Nga đã mất khoảng 19.100 binh sĩ tại Ukraine từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 9 tháng 4. Quân Nga cũng mất 705 xe tăng, 1.895 xe thiết giáp, 335 hệ thống pháo, 108 hệ thống hỏa tiễn phóng loạt, 55 hệ thống tác chiến phòng không, 151 máy bay, 136 trực thăng, 1.363 phương tiện cơ giới, 7 tàu chiến đấu, 76 tàu chở nhiên liệu, 112 máy bay không người lái, 25 đơn vị thiết bị đặc biệt. Trong ngày 9 tháng 4, tại khu vực Zaporizhia,
gần chiến tuyến, các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine và lực lượng phòng vệ lãnh thổ đã tiêu diệt một xe tăng và một xe bọc thép của đối phương. Đơn vị của lữ đoàn biệt động Zaporizhia thuộc lực lượng phòng vệ lãnh thổ phối hợp với một đơn vị khác của lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy một xe tăng T-72 và một xe thiết giáp MTO-80 của quân Nga đang chiếm đóng phía nam làng Malinika. Phía Ukraine nhận định lực lượng khủng bố Nga đang tập trung toàn lực đánh chiếm Mariupol và mở cuộc tấn công ở khu vực Izium. Ngoài ra, hai nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của đối phương đã được tái triển khai từ vùng Belgorod của Nga đến khu vực Shichenko trong vùng Kharkiv của Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhấn mạnh rằng, Liên bang Nga đang tiếp tục cuộc xâm lược vũ trang toàn diện chống lại nhà nước của chúng ta. Kẻ thù tiếp tục chuẩn bị để tăng cường các hoạt động tấn công ở miền đông Ukraine nhằm thiết lập toàn quyền kiểm soát các khu vực Donetsk và Luhansk. Quân xâm lược đang tập trung các nỗ lực chính của họ vào việc chiếm Mariupol và cuộc tấn công gần thị trấn Izium. Vẫn có khả năng cao kẻ thù sẽ kéo theo các nhóm phá hoại và trinh sát để thực hiện các hành vi phá hoại tại các cơ sở hạ tầng giao thông. Phía Ukraine đặc biệt quan ngại về việc Nga tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công hỏa tiễn vào các mục tiêu dân sự trên khắp Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi những thủ phạm ở Bucha phải chịu trách nhiệm. Đây là điều chúng ta không thể quên, Thủ tướng Scholz nói trong một bài phát biểu hôm thứ Bảy do Reuters đưa tin. Chúng ta không thể coi thường đây là một tội ác. Đây là những tội ác chiến tranh mà chúng ta không chấp nhận. Những ai làm điều này phải chịu trách nhiệm. Ông nói rằng Đức sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí phòng thủ cho Ukraine. Các quan chức Ukraine cho biết hàng trăm thường dân thiệt mạng đã được tìm thấy kể từ khi lực lượng Nga rút khỏi Bucha tuần trước. Phó thị trưởng Bucha nói rằng hơn 360 thường dân đã thiệt mạng và khoảng 260 đến 280 người được chôn cất bởi những cư dân khác trong một ngôi mộ tập thể. Mạc Tư Khoa đã bác bỏ cáo buộc rằng lực lượng của họ đã giết thường dân ở Bucha trong khi chiếm đóng thị trấn, cho rằng đây là một sự giả mạo quái đản nhằm tấn công quân đội Nga. Tuy nhiên, các hình ảnh vệ tinh cho thấy các thi thể trên đường phố Bucha có nghĩa là vụ thảm sát có thể được xác định chính xác vào thời điểm trước khi lực lượng Nga di tản khỏi thị trấn. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.